Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị em, quý nhà hảo tâm mạnh thường quân mắt thân nhìn cuộc đời Canada. Kính thưa cô Diệu Liên cùng quý ân nhân tài trợ, hôm nay nhóm thiện nguyện của Úc Cao Cơm Chai Từ Thiện mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre cũng như ban trị sự giáo hội Phật giáo ở xã Thành Thế A huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre để được biết trước đây thì gia đình của anh Nguyễn Văn Chỏi ở tại xã Long Khới, huyện Chợ Lách thì anh đã vô tình làm trái với căn nhà, coi như gia đình không có người ở nhà thì anh không có nhà, thành như nó bị cháy cái căn nhà hoàn toàn hết 100%. Thì hôm nay nhóm thiện nguyện của Cao vận động hội thực hiện cuộc đời Canada cũng như nhóm thực hiện của cô Diệu Liên đã hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng cho xây dựng căn nhà, cho ông Nguyễn Văn Chỏi xây dựng căn nhà. Dạ thì hôm nay thì rồi cũng được 90% rồi quý cô chú anh chị em. Thì coi như vậy là trăm ngoài điều câu hết rồi. Đây là mình ghi cái phần phía bên trong căn nhà, đây là khu vực phòng khách nha. Đây là khu vực phòng khách và đây là đường xuống nhà dưới. Dạ đây thì đi vô cái phòng ngủ. Thì phòng ngủ như còn có hai cái ba cái dách tàu này, nhỏ nhỏ nữa là cũng đã xong rồi. Đây dưới còn miếng dách này, miếng dách sau đó thì đã xong và hoàn thành. Thì hôm nay nhóm thiện nguyện của Cao đã đến ngay đây để quay sơ qua căn nhà và trong nhà của các cô chú xem qua đây thì nó cũng đã hoàn thành. Này ra phía ngoài xong hết rồi. Quý cô chú anh chị em thì xem qua thì được biết thì nhóm thiện nguyện của Cao và tài trợ đã xong, mình đã hoàn thành. Giờ chúng ta còn chờ ngày để mình bàn giao nữa. Thì dự kiến khoảng 40 ngày nữa thì mình đã bàn giao. Thì kính mong quý cô chú anh chị em mà xem qua thì được biết hỗ trợ cùng cho nhóm thiện nguyện có Cao có nhiều kinh phí để giúp những hoàn cảnh đặc biệt dạy được nhiều hơn nữa. Đây phía ngoài cũng đã hoàn chỉnh hết rồi. Thì mong quý cô chú anh chị em quý nhà hảo tâm thì xem qua thì được biết để hỗ trợ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, xin lễ phép kính chào cả nhà. Chúc cả nhà vui khỏe và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.